Xin chào tất cả các bác. Em vừa bóc con này ra, anh em thấy rất là đẹp, còn chưa có dấu vân tay. Đấy, đây mới có dấu vân tay này. Đó, test cho anh này là anh nhớ mãi nhé, anh ở đây. Số điện thoại của anh đây. 2 giờ sẽ xuất bến này thì em cũng lên nhanh một cái video thôi và gửi anh chuyển khoản đủ anh em nhé. Anh ở Nam Định. Thì chuyển khoản đủ rồi thì chỉ việc chuyển xe thôi. Vừa bóc con này ra anh em nhé. Này thì nó hai lớp thùng, tất cả hàng bên em là đều hai lớp thùng hết anh em nhé, hàng nhập nguyên con ra là thùng rất là ok luôn đấy. Và LT 4000 đây anh em nhé, em sẽ làm sao sẽ đấu trực tiếp nhạc vào sử dụng cái dây này và đánh cho anh em nghe nhé, để anh em nghe cái chất âm của con này tiếng của nó rất là sáng luôn anh em nhé. Cắm nguồn, dây cũng rất là lớn này. Anh em thấy chưa? Đó, dây rất là lớn, đúng không? Dây này là dây 2 ly anh em nhé. 2 ly. Đó, 2 ly anh em thấy chưa? Ok. Rồi. Rồi, ok, cắm nguồn đúng không ạ? Bây giờ anh sẽ phải cắm tín hiệu vào anh em nhé. Cắm tín hiệu. Tất cả những cái cầu gạt này này, em sẽ gạt hết xuống anh em nhé, đánh stair hết. Đánh stair hết anh em nhé. Đó, ok. Cắm tín hiệu vào anh em nhé. Và ok. Thì bây giờ sẽ làm sao sẽ bật nguồn và cho anh em xem. Đấy, bật nguồn đây. Khởi động. Ok nhá. Khởi động ok nhá. Nói chung là ok hết. Đấy. Anh em đợi em chút. Chuyển đến phần nhạc này, cắm cái dây trực tiếp luôn cho anh em, có nghĩa là không phải qua chỉnh sửa gì hết anh em nhé. Rồi đấy, ok, bài sập sình nha. Đấy, sập sình này, volume, max volume. Đấy, test tín hiệu ok chưa, test tín hiệu ok hết thì bắt đầu mình mới cắm loa anh em nhé. Đấy, đã tín hiệu lên hết ok đúng không ạ, không báo gì hết, không báo lỗi gì hết đúng không ạ. Bây giờ chúng ta cắm loa anh em nhé. Đây loa đó, gạt hết về này anh em nhé, gạt hết về đó. Tiếng rất sáng lực đó. Mà đang đánh với một chiếc loa nằm anh em nhé, đánh một chiếc loa nằm 330. Đó, tiếng rất sáng. Đó. Ok, giờ đánh một chiếc loa nằm anh em nhé. Đó, đánh căng luôn anh em nhé. Đánh từ điện thoại ra, không có thiết bị nào khác. Đánh tiếng rất sáng. Lực. Ok, được một kênh. Tiếp tục kênh tiếp theo anh em nhé. Rồi đó. Tiếng sáng không anh em, vừa sáng vừa lực anh em nhé, vừa sáng vừa lực. Ok đó, ok. Xin lỗi tất cả anh em, sẽ phải cắm sang tín hiệu kênh 3, kênh 4 xong chúng ta test nào. Test tín hiệu ok. Đấy, phải căng như này. Đấy, đoạn này là chắc là đoạn cao trào, bát lên mạnh càng hết. Đấy, rồi cắm loa. Đấy, anh em yên tâm luôn nhé, chứ không ok chưa. Ok, bốn kênh đều phải ngọt hết cả bốn anh em nhé. Đó. Okay, yeah. Đó, ok cho anh em. Đó, đánh trượt trực tiếp từ điện thoại ra. Tiếng rất căng anh em nhé, chắc gọn. Ok
đấy, nên anh em yên tâm chưa? Đó, còn máy nhá, đây này, loa ra loa luôn này, cắm vào đẩy luôn này, đó, dây này, đấy, em không giấu nghề gì, đấy. Giấu không giấu giếm gì, chơi trực tiếp anh em nhá, đấy, tắt đi này, đó, ok, thì bây giờ em sẽ dán tem và chuyển cho anh, chuyển qua xe khách anh em nhá, chuyển khoản đủ luôn, đấy, ok chưa? Đấy, thì anh em cứ yên tâm mua hàng nhá, giá là 8.700.000 đồng là chưa gồm phí ship. Anh em nào nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho bên em với hai số điện thoại mình góc dưới màn hình. Rồi, ok, chào tất cả anh em, hẹn anh em ở những video lần sau. Chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký, đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.